Thì được tham gia lớp diễn trần đó rất là thích, thực sự là cảm thấy yêu diễn trần, bởi vì là với cả các cái vật trước kia là mình cảm thấy là phục vụ cho cá nhân mình, điển hình là thầy vẫn bảo tôi lên nói về cái giảm béo, là trong thời gian khoảng 10 ngày thôi thì cũng đến hôm mà lớp gia liên hoan thì nói thật là đến bản thân mình cũng hơi bất ngờ và cũng có chia sẻ với mọi người. Thực sự là cái eo giảm đi được khoảng 5-6 phân và trong chúng dưới thì giảm xuống được 3 phân. Đấy, xong sau đấy thì cũng đang dừng không làm nữa. Thế tại vì là cũng thầy nói là chỉ làm tầm khoảng độ 10 ngày thôi, xong nghỉ xong rồi lại làm tiếp. Mô tả từng bước nha, mọi người có thể tưởng tượng là cái nào. Thường mình sẽ làm tầm khoảng độ 30. 30 cái gì là 30 thì là làm cái này đầu tiên này. Cái này đúng, cái của mình nó sẽ khác nhưng mà thôi, nó cũng tương tự như thế này. Tôi làm này. Cả lên thật xuống. Cả bên sườn luôn. Vâng, đánh quá là chính. 30 này. Cũng lại như thế thôi, cũng không có gì là ấy cả. Cứ lên xuống. Cứ lên xuống hay là mỗi chỗ khoảng 30 lần. Vâng, 30 lần. Thế xong rồi bắt đầu sang đến cái này. Chụp thần kỳ. Chụp đôi thần kỳ này, chụp cái này thích lắm. Chị có bấm huyệt trên mặt không? Chưa cần dùng đến huyệt nhé. Tiểu mỡ. Chưa cần dùng đến huyệt, chỉ cần mấy dụng cụ tác động tại chỗ là được. Thế trong bao nhiêu ngày thì chị thấy nó dài? Trong 10 ngày, giảm mấy phân? Ban đầu là bao nhiêu phân? Thôi không nói. Không sao, bây giờ mình giảm rồi. Vì là ví dụ như này là may bộ này là trước khi giảm, và bây giờ nó thấy nó rộng à? Trước phải là bộ của nó. Trước đấy chị đi học toàn thấy chị mặt màu đen, cái chùm chùm. Trước là toàn mặc váy à? Bây giờ đã mặc quần.